Xin chào quý khán giả đến với chuyên mục chuyển đổi số, chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, Luật căn cước giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Theo quy định của Luật căn cước năm 2023, người dân khi làm thủ tục cấp thẻ sẽ được thu thập thông tin sinh học, máu mắt bên cạnh vân tay và ảnh khuôn mặt, việc thu thập thông tin sinh trắc học móng mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người, trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng. Chuyên mục chuyển đổi số kỳ này có chủ đề tăng cường hỗ trợ người dân làm căn cước mới. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước 2023 chính thức có hiệu lực công an trên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tích cực triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân có nhu cầu. Đây là lần đầu tiên công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước. Nhận thấy các tiện ích nên nhiều bậc phụ huynh cũng đã đưa con em mình đến các địa điểm để làm hồ sơ cấp căn cước. Tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh, nhiều phụ huynh tạm các công việc của mình để đưa con đến làm thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi theo luật căn cước mới. Theo Công an tỉnh Tây Ninh, khi làm thủ tục, các em được thực hiện thu nhận ba loại sinh trắc học bắt buộc là chân tay, ảnh chân dung và móng mắt. Tất cả chỉ mất khoảng 3 phút. Còn ADN và dòng nói sẽ được thu thập theo nhu cầu của công dân. Trẻ em sau khi có căn cước sẽ thuận tiện khi đi du lịch hay xuất nhập cảnh. Thì hôm nay mình dẫn con mình đi làm cái thẻ căn cước đó, mình có xem trên 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 mạng á, với truyền thông thì thông báo là cấp thẻ căn cước cho mà, mà trẻ em trẻ em đủ trên 6 tuổi đến dưới dưới 14 tuổi mình thấy cái này rất là bổ ích để mình đồng bộ với thông tin mình từ sớm cho con mình từ sớm để giúp ích sau này nó có cái cơ sở dữ liệu trên phần mềm quốc gia mẹ dẫn tới đây để làm căn cước công dân cho con. Con rất là vui, tại vì thông tin con được lưu trữ lại. Để triển khai luật căn cước 2023 một cách hiệu quả, Phòng PC06 Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường thêm cán bộ tiếp nhận hồ sơ, lắp đặt thêm thiết bị máy móc nên việc thu nhận hồ sơ trở nên nhanh chóng, tăng thêm thời gian làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thẻ căn cước công dân đã cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp sang thẻ căn cước các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn sẽ giữ nguyên giá trị sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Luật căn cước 2023 cũng quy định mở rộng cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi. Với trẻ dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp sẽ làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Ngoài ra còn bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên và mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Tôi vô đây lần đầu tiên mà được cán bộ công an tiếp xúc rất là tử tế, chỉ dẫn từ tí từ ly, tôi mừng lắm và thành thật cảm ơn. Và muốn bà con mình làm được căn cước thẻ căn cước mới thì ai cũng mừng hết. Và cái đó là chính sách nhà nước ban ra mà. Theo đó thẻ căn cước mới sẽ thay đổi một loạt trường hợp thông tin như sau. Tại mặt trước căn cước, căn cước công dân đổi thành căn cước. Số đổi thành số định danh cá nhân họ và tên đổi thành họ chữ đệm và tên khai sinh ngày sinh đổi thành ngày tháng năm sinh thông tin còn lại trên mặt trước giữ nguyên như hiện nay mã sau của thẻ căn cước mới có in mã qr thay vì ở mặt trước như hiện hành thông tin nơi thường trú đổi thành nơi cư trú quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh đặc điểm nhận dạng và chân tay trái phải trên mẫu thẻ mới được bỏ dòng chữ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội đổi thành Bộ Công an. Mặt sau dẫn cán chip và in hoa chăn. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang nỗ lực triển khai luật căn cước 2023 cho toàn thể công dân trên địa bàn tỉnh, việc triển khai luật căn cước mới sẽ đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái, phục vụ kết nối khai thác bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Ngay từ đầu năm 2024, Tổ công tác đề án 06 tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó phần ra làm 53 nhiệm vụ cụ thể, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành để các sở ngành địa phương, chuyên ngành, lĩnh vực thực hiện. Quỹ ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chuyên môn, chuyên ngành theo dõi thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tổ công tác đã có hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện. Cơ quan thường trực công an tỉnh đánh giá đã hoàn thành 3 trên 4 nhiệm vụ. Các đơn vị đã chỉ đạo triển khai thực hiện, cơ bản đã hoàn thành các nội dung của nhóm nhiệm vụ. Theo báo cáo triển khai đề án 06 của chính phủ, đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, Tổ công tác đề án 06 tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đã tiến hành rà soát lại tất cả các văn bản của tỉnh đã ban hành, qua đó đã công bố danh mục các thủ tục hành chính ban hành mới bãi bỏ điều chỉnh sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý cập nhật và công khai các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và trên trang web của các cơ quan đơn vị địa phương ra soát đề xuất chuẩn hóa tải cấu trúc quy trình cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của trung ương về tra soát thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình. Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn, tổng số 1.622 thủ tục. Có 949 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại 3 cấp, tỉnh, huyện và xã. Cụ thể, cấp tỉnh có 838 thủ tục, cấp huyện có 79 thủ tục, cấp xã có 32 thủ tục có 673 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Cụ thể, cấp tỉnh có 480 thủ tục, cấp huyện có 114 thủ tục, cấp xã có 79 thủ tục. Các ban ngành địa phương thực hiện nghiêm túc quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cơ quan Thường trực Công an tỉnh đánh giá, các đơn vị đã hoàn thành nội dung của nhóm nhiệm vụ, đã ra soát lại các quy trình văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp phục vụ triển khai đề án 06. Công tác tuyên truyền đề án 06 được quan tâm thực hiện thông qua hợp chi bộ, hợp cơ quan để tuyên truyền cho cán bộ công chức viên chức, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, Zalo, Facebook thể hiện qua kết quả thực hiện tăng lên, phục vụ được nhanh chóng hơn về kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, tây ninh hiện đã hoàn thành nhiệm vụ cung cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đã hoàn thành việc tích hợp kết nối niêm yết thành công 1.648 dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia, đã hoàn thành tiến độ cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công theo đề án 06 của chính phủ và 17 trên 28 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tổng hồ sơ trực tuyến toàn trình theo đề án 06 đạt 76%, tăng 27% so cùng kỳ. Dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay đạt 99,7%, đảm bảo đủ để các sở ngành địa phương khai thác chia sẻ. Các sở ngành cơ bản đã cập nhật dữ liệu chuyên ngành, nhưng hiện nay việc kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm như dữ liệu đất đai, dữ liệu thuế, dữ liệu người lao động. Một số thủ tục có tỷ lệ trực tuyến cao như thông báo lưu trú 100%, đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 99,2%. Xác nhận số chứng minh khi đã được cấp thẻ căn cước công dân 100%, đăng ký thường trú đạt 100% ngành bảo hiểm xã hội phối hợp sở y tế các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn tỉnh có 117 trên 117 cơ sở khám chữa bệnh triển khai tra cứu căn cước cứ công dân với trên 393.900 lượt người sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh Sở Y tế tiếp tục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong khám chữa bệnh. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh đã cấp căn cứ công dân trên 1,1 triệu người, đạt 97,51%. Hiện nay các trường hợp nộp hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo sử dụng VNeID để nộp trực tuyến. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm sạch dữ liệu dân cư cấp căn cước theo luật căn cước năm 2023, tập trung tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó cán bộ tiên phong đi đầu, tập trung số hóa hồ sơ để tái sử dụng, phục vụ người dân không xuất trình các loại giấy tờ có liên quan. Thưa quý vị, chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất hiện nay trong đó, việc triển khai đề án 06 đóng vai trò trọng tâm, mang tính quyết định trong quá trình thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chuyển đổi số kỳ này. Chuyên mục chuyển đổi số được phát sóng vào lúc 13 giờ 30 phút thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.